xin kính chào cô chú, tất cả quý vị trong nhà. Sau một thời gian vắng bóng trên xe cứu thương thì hôm nay là ngày 12 của tháng 4 2023. Thì anh em con với lại anh Thảo đang ở nhà thì cũng có một cái hoàn cảnh gọi vô để xin hỗ trợ xe về đâu Mập? Về Đắk Lắk. Đắk Lắk. Sáng mai mới về, thật sự cái hoàn cảnh này nằm ở nhà con ngủ cũng không yên, sốt ruột quá, cũng phải chạy qua bên bệnh viện Nhi Đồng 1 để xem tình hình như thế nào, chứ nghe người nhà báo tin là trong vòng 16 tháng mà mất hai đứa con. Đứa đầu thì mới 4 tháng sinh ra đã mất rồi, đứa thứ hai là giờ mới sinh được 3 tháng rồi, giờ ra khỏi bệnh viện là mất tiếp tục. Mà con nghe đâu đó nữa là mẹ của cái bé mà chuẩn bị mất đây á cũng đang bị u tuyến giáp và bị bệnh tim nữa, giờ chỉ còn xương da không à, không có dám cho hay là tình hình con hiện tại ra sao. Đang ở ngoài nhà trọ thì con mới nghĩ là qua muốn để hỏi thăm hoàn cảnh rồi coi tình hình như thế nào rồi coi có thể giúp được gì cho họ hay không. Bây giờ con mời cả nhà để cùng đi với con với lại anh Hận để qua bên bệnh viện Nhi Đồng 1 để xem như thế nào nha cả nhà. Được rồi, thì cảm ơn là chia sẻ của Thảo rất là nhiều. Thì qua câu chuyện thì Thảo cũng đã chia sẻ được một chút ít phần nào của câu chuyện, thì để hiểu rõ hơn thì con xin phép mời tất cả cô chú anh chị và các bạn hãy hướng mắt nhìn màn hình và theo dõi cái câu chuyện như thế nào nha cả nhà. Hiện tại tụi con tới là gần tới bệnh viện rồi, với thời gian bây giờ là cũng gần 12 giờ 11 giờ mấy đêm rồi. Thì nghe cũng khó khăn quá rồi, thôi để coi anh em cũng chạy qua hỗ trợ gì được hỗ trợ, giúp gì được giúp. Rồi đây con đang ở bệnh viện Nhi Đồng 1, lâu rồi không có ra ở Nhi Đồng, nay nhìn Nhi Đồng khang trang quá, nhìn đẹp quá quý vị. Nhi Đồng 1 thành phố. Thì anh em tụi con đã nãy giờ đã nói thì hiện tại giờ Thảo ngồi đây với lại hai em. Thì anh chào em, anh là Hận, là đội trưởng của đội xe cứu thương bên trung tâm Sang á. Rồi đây là Thảo, là đội phó của đội xe. Thì hai anh thì giờ cũng nghe phía rồi và nghe gọi thấy tội quá, thấy xót quá, rồi chạy qua coi sao, coi hỗ trợ được gì anh hỗ trợ. Chào hết chị nha. Tiền thì cho mỗi chị tên gì, anh tên gì để em chuyển xuống luôn. Chị Quyên, cùng tên mình. Anh chị là ở đâu? Quê đâu á? Đâu đây mà em bị bệnh cho con làm sao? Con chưa bị bệnh gì? Em mới đầu là bị sốt. Cố gắng chia sẻ lớn giùm anh, nó hơi ồn á. Bác sĩ kêu là bị em bị suy giảm hệ miễn dịch bẩm sinh. Bây giờ nếu mà bé có thể bị thêm viêm phổi, bị áp xe nắng, nhiễm trùng máu, đang ở trong phòng hồi sức tích cực. Cái phương án điều trị của bác sĩ có nói mình như thế nào? Đó là bây giờ em bé vừa cần vượt qua cái đợt nhiễm trùng này chứ, sau đó nghỉ ngơi một vài tháng có thể là truyền thận thể cho bé hoặc là đi test tế bào gốc hiện tại có thể cho bé. Dạ. Bé được bao nhiêu tháng rồi chị? Được 3 tháng 2 tuần. Hay tin là có vừa có một triệu cô tôi chia sẻ cho biết được. Trong 21 em bé cũng trường hợp như thế này á, bị sốt kéo dài, suy giảm miễn dịch, bé mà nằm mất 4 tháng. Bé thứ hai của em biết bé này cũng là bé trai nữa, và cũng may mắn lắm mất không phải cấp hai cũng giống như bé trước. Cái mà bác sĩ nói là chú ấy chào qua cái con nhiễm trùng này mới bắt đầu để có dự định
thì bác sĩ kêu là ở Việt Nam mình cũng khó nhưng mà tỷ lệ thành công ghép đó không có cao. Anh chị ở trên đang bắt đầu làm gì đâu rồi đi luôn cháu nói rồi hôm nay cháu được hai cháu mất cháu rồi cháu này anh thấy như tuổi rồi anh đây ba mươi nói chị đang cũng đang bệnh luôn mà đúng không chị lâu chưa chị lâu chưa sao mà anh biết được cái tài khoản của chúng ta mà mình hiện tại nữa đó mới lên bài kinh tế của bọn em không có với lại con giờ đang làm cái bệnh nó bị yếu giờ mình đang em hôm nay mình vô trong bệnh viện đi động thì lâu chưa mười ngày mấy hôm nay trong đây là coi chi phí nhiều có những cái khoản mà bảo hiểm người ta chi trả thì phải đóng tiền ngoài làm các sự kiện một ngoài trong cái lúc khó khăn về có tiền sơ sở người cáo gì đó mà gặp cái vấn đề khó giờ nhà bây giờ nhà của em là nghiêm đông lắm giờ cái khoản nhập viện là gần 2 tháng mà chưa đến phụ gia đình cái đó là khoảng 2 tỷ, 6 tỷ. Nhưng mà cái vấn đề về là tiền chưa biết sai sở sao. Giờ cố gắng để giúp cháu vượt qua giai đoạn này. Hôm nay thì đích em qua em với anh Thạnh qua đây là phải thăm cái hoàn cảnh gia đình như thế nào là sao thì em có hỗ trợ gì em hỗ trợ cái hoàn cảnh như thế này thì biết các anh chị có cái lời nào mà để muốn chia sẻ đến cộng đồng mạng hay là có cái lời gì đó để tâm sự luôn trong cái thời gian qua mà Thank you.
ca bệnh của con em là ca bệnh đầu tiên của nhi đồng một, ca bệnh đầu tiên ở nhi đồng để tiếp nhận luôn. Dạ. Nhưng mà tính vậy Việt Nam này cũng rất là hiếm. Dạ, đúng rồi. Thì thật sự ra em cũng không có dám hứa gì trước kia là tôi anh chị phải là tùy duyên, hữu duyên thôi nha. Mà hữu duyên thì những giả sẽ xem cái video này liên hệ trực tiếp với là anh chị. Bây giờ anh chị có thể đọc cái số điện thoại cá nhân của mình, có thể cộng với giả để số điện thoại hữu duyên khán giả nào có lòng có đồng ý đưa số thoại lên anh tập lớn cái số thoại cho em nha, anh nhập 0983 lại này anh tập chậm lại tập lớn 0983 244 649. Em tên gì anh? Bình. Hỏi tên này Phạm Văn Bình. Thông qua số điện thoại của vợ chồng anh Bình ở đây, như là anh xem được cái video này, anh có biết cái phương pháp nào hay là cái tấm lòng thì hãy trực tiếp qua số điện thoại của anh Bình, số điện thoại của anh Bình, có thể trực tiếp để mình thăm hỏi hoặc là tùy cái lòng của mình thôi. Từ cái này thì không phải trước chuyện gì hết. Rồi anh chị cố gắng lên nha. Trước đây ngày hôm nay nhất thì em đã thay mặt sư phụ em là chú Tâm Xe. Rồi Tâm cũng là đặc biệt cố gắng để lo cho cháu. Rồi sau thì cũng như nha. Thì cái này chắc là còn qua cái âm cưới gì. Nếu mà cần có các người em sẵn sàng hỗ trợ. Rồi khi nào mình về? Khi nào mình xuất viện về? Cái này chưa biết được. Chưa biết hả? Ừ, nãy giờ cũng qua lời chia sẻ của hai chồng bạn Bình thì cũng như là Thảo đang chia sẻ thì tất cả cô chú mà có xem được hữu duyên với những cô chú nào mà có thuốc hay là có phương pháp điều trị. Tại vì nghe nói một cái câu chuyện căn bệnh này là căn bệnh đầu tiên ở bệnh viện Nhi Đồng thì căn bệnh nó cũng rất là hiếm. Thì không biết như thế nào thì cầu mong người, gia đình thì mình nhiều sức khỏe ha. Thì anh đồng ý là chia sẻ cái video này lên ha. Dạ, thì rất là mong cả nhà mình chung tay với hội thiện nguyện BDS để hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Vậy ha. Rồi, một lần nữa Hận cùng và Thảo cũng cảm ơn tất cả cô chú nãy giờ đã lắng nghe và chia sẻ cái hoàn cảnh cũng như căn bệnh đặc biệt này như thế nào, và hẹn lại tất cả cô chú trong những cái video tiếp theo. Rồi, thân ái chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn.